Rồi, chào mừng quý vị đến với kênh Thanh Phú. Hôm nay đến vườn của Giám Cao ở Gành Ráng, Quy Nhơn nghe quý vị. Chi tiết cho quý vị xem có rất nhiều tác phẩm đẹp. Hôm nay sẽ quay một cái cây sâm trái rất là quái. Quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đây, quý vị nhìn thấy một cây sâm trái cực đẹp. Trên một cái chiếc chậu rất là đẹp luôn quý vị. Cây đang cho trái rất là nhiều. Hãy trước tiên quý vị xem cái phần gốc. Rất là quái nè. Trang trí nhiều cái phần đá ở phía dưới đó quý vị, và lên trên phần trên thân quái. Những cái điểm nóng của cây là những cái cua gút đó quý vị. Đây, rất là đẹp. Tây tàng thì rất là mịn. Quý vị nhìn thấy một cái dáng bay cho tác phẩm cây sâm trái. Tay rất là mịn luôn quý vị nhìn thấy. Trái rất là nhiều. Đếm ra từng bông rất là nhiều đó quý vị. Không biết bao nhiêu mà đếm, rất là nhiều. Thân cây cốt rất là già. Nhìn từ phía dưới lên trên đó quý vị, kín cả cây. Một bông tây rất là tuyệt vời. Một cái tác phẩm này cực kỳ độc luôn quý vị. Trái toàn là trái. Rất là đẹp cho dần tay luôn á quý vị. Rất là tuyệt vời. Nhìn thấy cái tay nhỏ rất là già dặn. Hai bên cánh có hai cái tay rơi đó quý vị. Trang trí cho hai bên. Và cái cần bay này nó cũng rất là xa, nó thuộc trên 1,5 m. Cây này thì nhìn ngắm không thể nào chê vào đâu được. Không có phần lỗi chỗ nào, vì chỗ nào nó cũng đã được nên hình. Đó, quý vị thấy cái vàng tây.
trái cực kỳ nhiều luôn. Đấy quý vị xem trái của nó rất là nhiều nè. Mỗi bông tây. Và tây cũng nhỏ nhắn nhưng mà rất là nhiều. Đó quý vị nhìn thấy nguyên một cái tác phẩm. À, nghệ thuật thêm một cái tây tây rơi phía trước đó quý vị. Đó, nó sẽ làm cho che kín cái khoảng trống phần dưới này. Đấy, phần tay dưới đó quý vị chiêm ngưỡng rất là bắt mắt. Tay tàn khỏi phải nói, dày kín, cho trái rất là nhiều, đặt cây, cây cũng vừa cho trái, trái cũng vẫn còn non đó quý vị, đó, trái vẫn còn non. Và cái phần cốt đó quý vị, đây cũng là cái phần điểm nóng của cây, nó rất là ngặt cái phần này đó quý vị. Đó, mình chi tiết gần hơn cho quý vị xem. Rất là tuyệt vời. Thấy những cái điểm nóng đó quý vị nhìn thấy đây, đánh một cái tay dòng qua, đánh một cái tay dòng qua cái phần cốt rất là đặc điểm. Đó quý vị xem nha, cái đây là một cái tay nhỏ thôi nên cũng rất là khéo rồi. Đó quý vị xem cái cần bay nó cũng rất là xa đó, trên 1,5 m. Còn chiều cao từ mặt chậu thì khoảng 80 phân. Nên nó cũng đồng thanh cho một cái dáng của cây. Và nó cũng tương xứng với cái phần cốt rễ. Và đường kính của tây tàn nó cũng cân xứng luôn á quý vị. Cây bốn mặt đẹp như nhau. Đấy, những cái chi tiết nhỏ đây mà cũng rất là khéo đó quý vị. Và cái phần bên tay bay bên này rất là dày, theo từng lớp lớp luôn à. Cây đã được để trên một cái chiếc đôn cũng rất là cao, cũng tầm xứng với cái nhìn của quý vị.
rồi để qua bên đây chi tiết cho quý vị xem lần nữa. Bông rất là mịn, rất là nhỏ nhé. Nhìn những cái tay như vậy quý vị cũng nhận ra được cái tuổi của cây rất là già. Trái ra nhiều, nhìn rất là mê luôn. Phải nói đặc điểm của sâm trái là nó ra chùm chùm. Rất là nhiều. Nơi đây là nhà vườn của Giám Cao, Gành Ráng, Quy Nhơn. Rồi trước khi kết thúc video, chúc quý vị sức khỏe, an lành. Hẹn lại quý vị video tiếp theo.